Anh nhận ra tôi, nhưng mà tôi suýt nữa không nhận ra anh rồi. Hôm nay anh ăn vận khác không coi mắt anh nghe ha. Sếp à, có phải có hiểu lầm gì đây không sếp? Tôi không hiểu sếp đang nói gì. Xem ra anh vẫn chưa biết mình bị bản thân bắn đứng rồi. Thật ra thì cậu ấy là bạn thân của tôi. Bà tôi cứ bắt tôi đi coi mắt hoài à. Tôi đã nói rồi, tôi đâu muốn đi đâu. Tôi là đi theo chủ nghĩa tìm tình yêu đích thực mà. Anh đi thẳng vào vấn đề đi. Rồi người bạn của anh là ai? Thì tôi đang kể nè. Mà bây giờ tôi kể ra thì cô hứa đừng có làm gì cậu ấy nha. Anh nói lẹ đi. Lúc đầu là tôi cũng định như những lần trước, nhờ đi coi mắt giùm tôi rồi phá cái buổi coi mắt đó. Ai ngờ lần này xui. Tụi tôi đâu có biết cô là sếp mới của Thịnh đâu. Mà cô hứa đừng có làm gì cô ấy nha. Ý, anh mới nói gì? Sếp hả? Ý anh nói cậu ta là nhân viên của công ty tôi hả? Anh nói lẹ đi. Nhưng mà cô đừng có làm gì cô ấy nha. Cô ấy cũng đâu có biết đâu. Lúc mà cô đưa danh thiếp, cậu ấy mới biết cô là giám đốc mới nhận chức đó. Hồi nãy anh vừa mới nói cậu ta tên gì? Tên hả? Tên Thịnh đúng không? Lại báo nữa rồi. Hai người đúng là bạn thân chí cốt đó. Đáng đồng tiền bát gạo nha. Mọi người á thì vì giúp bạn mà không sợ mất việc, gọi sếp là đánh tao. Còn mọi người á thì bán bạn không trượt phát nào. Giỏi. Xin lỗi người anh em. Tôi nhất định sẽ bù đắp lại cho bạn. Xin lỗi. Trời ơi. Sao? Nghe xong chắc anh hết cảm cứng mà chuyển qua cảm lạnh về tình anh em rồi đúng không? Bỏ khẩu trang ra đi. Hệ miễn dịch của tôi tốt lắm. Hảo bạn. Hảo bạn. Đợi đó. Sếp à, tôi không có ý đó đâu, tôi xin lỗi. Không hề có ý đó luôn, dạ. Vậy sao? Vậy bây giờ anh giải quyết vấn đề như thế nào đây? Là sao? Anh và bạn của anh phá đám bụi qua mắt của tôi. Anh còn nói tôi là bánh bao, hôm nay là cố ý. Tôi, anh nói thử xem, tôi nên xử lý anh như thế nào đây? Sếp à, tôi thiệt tình là không có ý đó đâu. Tại vì... Anh nói xem, tôi giống bánh bao chỗ nào? Trời, sao cô lại ghi chuyện đó vậy trời? Dạ thì tại mặt sếp tròn. À không, không, đâu có. Đâu có. Thật ra thì tôi chỉ dùng cái từ ngữ nói làm sao để mà sếp chán ghét tôi rồi hủy cái cuộc mà coi mắt đó thôi, chứ tôi không hề có ý gì hết. Vậy sao? Dạ. Thì đúng rồi. Hồi nãy trong cuộc họp lúc trình bày ý tưởng tôi có nhắc tới bánh bao đó. Cái này nghiêm túc nha. Thật sự thì tôi thấy cái vỏ bánh bao nhìn mình rất là thích mắt. Thì tôi so sánh vậy thôi chứ tôi không hề có ý chê bai gì đâu. Tôi nói thiệt. Thôi đủ rồi. Bây giờ anh muốn trả món nợ này như thế nào đây? Sếp à, thiệt tình là tôi không có gì đáng giá đó. Nếu mà bây giờ mà sếp muốn tôi tranh thì coi như là tôi nợ sếp ân tình đi. Sau này sếp muốn bắt tôi làm cái gì á, tôi hứa là tôi sẽ làm giúp sếp. Là anh nói đó nhá. Quân tử nhất ngôn cổ đỉnh, tứ mã nan truy. Sếp ơi, tôi có thể hỏi sếp một câu được không? Thật ra thì tôi chỉ tò mò là cái bữa mà tôi với sếp gặp nhau đó, tôi thấy là tôi nói nhiều cái từ ngữ nghe cũng hơi không lọt tai lắm á. Nhưng mà tôi không hiểu sau khi cái buổi coi mắt đó sếp lại muốn kết hôn với tôi. À không, kết hôn với thằng Nghi bạn tôi. Tại vì tôi thấy cái chuyện mà tôi nói với sếp bữa coi mắt thấy nó tệ lắm mà. Chị, hồi nãy chủ tịch có gọi cho em hỏi là kết quả của việc xem mắt ngày hôm qua như thế nào rồi. Nếu mà chị thấy người đó không ok á
thì chủ tịch sẽ gửi cho chị một cái danh sách vài chục người luôn cho chị chọn lại. Em báo với ba chị là không cần xếp lịch nữa đâu, chị sẽ cưới người xem mắt ngày hôm qua. Hả? Sao chị chốt đơn nhanh quá vậy? Thì chị thấy anh ta cũng khá là thú vị, không nhạt nhẽo, cứng nhắc như những người khác. Chưa kể hả, chị còn ghim thù anh ta. Hả? Ghim thù cái gì vậy chị? Anh ta nói chị là mặt bánh bao, bộ giống lắm hả? Em cười gì? Dạ, tại anh ta nói đúng thiệt á chị. Em... Vậy thì chị vẫn phải gặp lại anh ta. Dạ, tại anh ta nói đúng thiệt á chị. Em...